Alo, cô điểm nhanh nha. Hồng Anh, Hồng Anh, Khâu Nhi Anh, rồi rồi, Khâu Nhi Anh, Hoài Bắc. Dạ có. Lê Bình. Dạ có. Quốc Đại. Dạ có. Quốc Đạt. Dạ có. Trung Hiếu. Dạ có. Sương Hoàng. Dạ có. Ngọc Huyền. Dạ có. Bạn nào mà hư mic thì nhắn qua Zalo cho cô nha. Dạo làm giống như bữa trước vậy đó. Hoàng Hưng. Dạ có. Đại Lâm. Dạ có. Tấn Lộc. Dạ có. Nguyễn Nam. Dạ có. Phương Ngân. Dạ có. Tâm Nguyên. Dạ có. Đức Nhân. Dạ có. Yến Nhi. Dạ có. Hồng Phong. Hồng Phong. Minh Phong. Dạ có. Minh Phú. Dạ có. Yên Phương. Dạ có. Minh Quý. Dạ có. Như Quỳnh. Dạ có. Thúy Quỳnh. Dạ có. Minh Sang. Dạ có. Sen. Dạ có. Thanh Thanh. Dạ có. Thảo. Dạ có. Quốc Thịnh. Minh Thư. Minh Thư. Minh Thường. Minh Thường. Diễm Tiền. Dạ có. Mỹ Tiền. Dạ có. Thu Trang. Có. Thùy Trang. Dạ có. Bích Trâm. Ngọc Trâm. Dạ có. Minh Trung. Quang Trung. Quang Trung. Hồng Vân. Thùy Vân. Dạ có. Trường Vinh. Dạ có. Vì anh là mới vô đúng không? Vậy cô nhắc lại nè. Hồng Anh nè. Hồng Anh. Hồng Anh được chấp nhận chưa vậy Hồng Anh? Cái này giám thị không có cho cô chấp nhận á, em đợi giám thị chấp nhận đi. Vậy là còn là Hồng Anh nè, Hồng Phong, Minh Thư, Minh Thường với Quang Trung. Rồi chúng ta lấy đề 5 ra nha.
Minh Thường có rồi hả? Thu Trang đọc cho cô 5 câu đầu. Ủa cái này như mở đọc đáp án rồi mà cô. Ủa đọc rồi hả? Dạ hình như đọc rồi mà chưa có giải thôi. À chưa giải câu nào luôn? Ờ dạ chưa, cô nói đọc đáp án xong rồi cô cho nghỉ. À rồi vậy giờ phải đọc đúng không? Như vậy bây giờ là mình giải từ câu nào? Mấy đứa muốn giải từ câu nào nè? Đứa nào phát biểu đi, muốn giải câu nào? Phải giải luôn hả? Bữa có câu nào đọc sai không? Giờ coi lại thế mới toàn nữa hả? Dạ câu 31 cô ơi. Câu 31. Người ta cho tích hai số này bằng 1. Cái này là dấu tích phân á. X thuộc đoạn 0A, X x dương. Cái bài này như thế này. Mấy đứa chọn câu đi để cô ấy sẵn rồi để cô viết cho nó dễ. Câu nào nữa? Dạ 35. Hai mươi lăm. Câu 39. Bốn dạ 47. Ba lăm, ba chín. Nãy 45 nữa hay mấy đứa? 45, 47. Dạ. Rồi. Ủa câu 35 này cô sửa luôn nè, 35 có gì đâu. Mỗi đội đấu với nhau 2 lần thì con sẽ có là 2 trong 10 là C20. Mà mỗi đội là nó có trận đi trận về nhân 2 lớn. Câu 42 cô. Rồi câu 42. Câu 35 xong rồi nha. Câu 39. Sao cái đề này nó lỗi quá trời. Rồi. Câu 42. Câu
nhiều bạn là không có nhiều bạn là khác hai, các bạn cứ nghĩ rằng là trong cái đoạn đó mình sẽ rồi câu 45 47. Dạ với 50 nữa cô. Rồi câu 50. Rồi, bây giờ mình trở lại là hồi nãy là câu 30, câu đầu tiên nãy là 31 đúng không? Dạ. Yeah. Người ta đang hỏi cái tích phân này, có đặt cái này là y, tích phân từ 0 đến a của dx chia cho 1 cộng fx. Đó. Hỏi cái này mà người ta cho con là fx nhân fa trừ x bằng 1. Đây là giả thiết fx nhân f của a trừ x bằng 1. Vậy cô có một đường bay duy nhất là cô thế fx bằng đằng này để cô đặt t. Fx bằng 1 trên f của a trừ x. Như vậy lúc đó y của mình nó sẽ thành là tích phân từ 0 đến a của dx trên 1 cộng fx cô thế là 1 trên f của a trừ x. Đúng chưa? Ha. Rồi, như vậy cô viết tiếp đây nha. Như vậy y nó sẽ bằng, cô quy đồng lên, tích phân từ 0 đến a của f a trừ x nhân với dx chia cho f a trừ x cộng 1. Đúng chưa? Vậy mới có cái để sẵn để làm chứ. Nè, quy đồng lên, đẩy f a trừ x lên, sau đó cô mới đặt t là bằng a trừ x. Vậy dt là bằng trừ dx. Vậy y nó sẽ bằng tích phân. Thế cận x là 0 thì nó đây là a. Thế x là a thì đây là 0. Vậy dx là bằng trừ dt. Đúng không? Này là ft. Này chia cho ft cộng 1. Đúng không? Rồi bây giờ cô viết tiếp nè. Vậy cô đổi cận lại ha. Là 0a rồi nè. Là mất cái dấu trừ này. Bây giờ chỗ này mà để cho nó thành thằng t á thì cô là ft thành y á, ft cộng 1 trừ 1 chia cho ft cộng 1 để nhân với dt. Đây vậy thằng này nè chia cho thằng này là bằng 1, phân từ 0 đến a này là 1 trừ cho 1 chia cho ft cộng 1. Đúng chưa? Dt thì cái này là tích phân từ 0 đến a của 1 phần ft cộng 1 chính là y. Như vậy cái này là phải 2y không? À, cái này cô thế vô là trừ y. Trừ y chuyển qua đây 2y. 2y bằng tích phân từ 0 đến a của 1. Đúng không? Đó, tích phân từ 1 qua là 1 là a. Vậy y nó sẽ bằng a chia 2. Nên nó ra đáp án này. Chà, cô thấy ngược lại vậy rồi thế vô là sọc nha.
Bài rồi cô qua 35 hồi nãy là cô chỗ rồi ha, qua 39 nha. Hiểu rồi phải không mấy đứa? Hồi đó cái này là cô đo đưa vô trong đề giải. Đề giải thì làm ngược lại với cô thôi. Nó thấy ngược lại. 39. Năm chín là bữa cái dấu ngoặc thì tùm lum gì cô có sửa rồi mấy đứa thấy chưa? Bài 39 là thấy rồi đúng không? Ở đây nó có Z nè, ở đây nó có Z nè, thì cô đặt Z làm nhân tử chung thì cô sẽ ra là mô đun của tích, hiểu chưa? Cái ý là chỗ đó là vậy á, nè thấy không? Chỗ này là tùm lum, sao cái đề này nó bị lỗi tùm lum vậy ta? Cái này là cô đặt Z làm nhân tử chung này ha, thì nó còn lại là gì? 2 cộng y nhân với mô đun Z là số hạng thứ nhất nè, đúng không? Trừ cho 1, rồi cô đổi dấu luôn ha, cộng 2y đó, rồi tất cả đóng mặt lại rồi mua luôn mua luôn này rồi chứ. Cái này là mua luôn nè, đúng không? Bằng 1 cộng 3y mô đun bên đây. Rồi bây giờ cô đặt mô đun Z này, cô đặt ra đó, cô đặt ở này là tích nè, thì đặt là mô đun từng cái. Giờ mô đun cái này, cái này thì cô gom vô thành phần thực phần ảo đó, thì cái này phần thực của cô là 2 lần mô đun Z trừ 1 là phần thực, cộng cho phần ảo, ảo của mình là đặt y làm nhân tử chung nè, thì nó còn lại là mô đun Z trừ cộng 2, thấy chưa? Đó bằng mô đun của 1 cộng 3y. Vậy giờ cái mô đun này rồi nhân với lại đây là mô đun, thì mô đun cô xem đây là một con số phức nữa nè, thì nó bằng căn của phần thực bình phương. Phần thực bình phương là 2 lần mô đun Z trừ 1 bình phương nè ha, cộng cho phần ảo bình phương. Ồ, cái này là không có y nha. Nhà 2 mô đun Z cộng 2 này không có y. Đây cộng 2 bình phương. Đúng chưa? Đây là cái căn này. Rồi, căn này. Để giải này là cô tìm được mô đun Z. Xem mô đun Z là ẩn. Ở đây là mô đun Z bình phương hai vế lên. Bình phương này lên. 4 Z bình là 5 Z bình. Trừ 4 mô đun Z cộng 4 mô đun Z hết nè, đúng không? Cộng 1 cộng 4 là cộng 5. Bằng bình phương này lên là 9 cộng 1 10. Đúng chưa? Vậy mình xem mô đun Z là ẩn. Mô đun Z bình á, tức là cô đặt T là mô đun Z bình nè, hiểu không? Như vậy là T phải lớn bằng 0 nè, thì con sẽ ra đây là 5T bình cộng 5T trừ 10 bằng 0. Vậy suy ra T bằng mấy? Ngày A cộng B cộng C nè, thì T bằng 1 hả? Hoặc là T bằng trừ 2. Trừ 2. Rồi T dương nên mình lại. Cho nên là mình có là mô đun Z của mình là bằng 1. Đúng không? Mô đun Z bình bằng 1 nên mô đun Z bằng 1, số đó số dương. Rồi vậy là cô có mô đun Z bằng 1 mà Z1, Z2 là hai nghiệm phức của phương trình
nó là hai nghiệm phức của phương trình này và nó thỏ là Z1 trừ Z2 bằng 1. Vậy là hai nghiệm phức của phương trình này là cô có thằng này rồi nè. Đúng không? Vậy cái này là cô sẽ suy ra được là nếu cô đặt Z là A cộng BI thì cái thằng này nó sẽ là A bình cộng B bình bằng 1. Được chưa? Mà Z1 đi. Z1 là bằng A1 cộng B1Y. Z2 là bằng A2 cộng B2Y. Như vậy là Z1, Z2 nó thỏ này nè. Thì con sẽ được là A1 bình cộng B1 bình bằng 1. Tại vì nó đều là thỏa cái điều kiện đó, A2 bình cộng B2 bình bằng 1, đúng không? Bây giờ module của Z1 trừ Z2 nè, bằng 1, thấy vô? Trừ thì nó thành là A1 A1 trừ A2, đúng không? A1 trừ A2 cộng cho B1 trừ B2 bằng 1. Rồi vậy con bình phương lên này module nữa nè. Này nhân y ha. Này là module nữa, vậy là bình phương phần thật cộng bình phương phần ảo bằng 1. Như vậy cô sẽ có là tiếp tục. Vậy là cô khai triển cái này ra, nó là A1 bình cộng B1 bình nè. A1 bình cộng B1 bình cộng A2 bình cộng B2 bình trừ cho 2 lần A1 A2. Đặt số 2 ra ngoài luôn đi. Ở này. Rồi cộng cho B1 B2. Đúng chưa? Bằng 1. Rồi hồi nãy 2 này là bằng 1 hết à. Như vậy từ đây cô sẽ suy ra trừ 2 lần A1 A2 cộng B1 B2 sẽ bằng, cái này là 2 nè, chuyển qua đây là trừ 1. Như vậy cái này nó sẽ là 1/2. Giờ ta biểu tính cái này. Tính cái M. M là bằng module của 2 lần Z1 cộng 3 Z2. Cô đưa phần thật phần ảo trước đây ha. Vậy đối xứng hết rồi nè. Cái này nó ra là thằng này nó sẽ bằng là gì? Phương bình phương lên là 4A1 bình 4B1 bình. Đặt 4 làm như thế chung để 9A2 bình cộng 9B2 bình, đúng không? Đây 2 lần 2 là 4, 4 lần 3 là 12. Cộng cho 12 lần tích A1 A2. Bên đây y chang vậy, tích B1 B2. Thấy chưa? Là có phải con tính được chưa? Cái module này nè, cái này nãy là bằng 1 nè. Cái này bằng 1 nè. Ở đây là cái tích này là cô tìm được là 1/2 nè. Đó rồi đáp vô là ra. Bài này làm hình học cũng được đó nha mấy đứa. Tính sẵn cho mấy đứa này thấy không? Thấy chưa? Được chưa?
thường thường mà ta cho mấy cái module này nè là con đặt được module, tính được module Z là bài toán này nó ra hết rồi. Nãy hồi nãy bạn hỏi 40 nữa đúng không? Bốn mươi là con thấy hai cái t lần này đó, fu nè, đặt t bằng căn x, căn này là về fn là về fx chứ gì đâu, này đặt t bằng sin này, ngoài này có cos rồi nè, bài này không khó ha, con đặt cái này là y1, cô đặt cái này là y2, bây giờ cô tính y1 nè, y1 là đặt t bằng căn bình phương lên 2t dt bằng dx, như vậy y1 bằng tích phân căn của 1 là 1, căn của 9 là 3. Này là cô nhớ là khi đổi cỡ đổi biến phải nhớ đổi cận ha, thì cái này nó là ft. Rồi dx là 2t dt. Rồi căn ax ở dưới là t. À, cô đơn giản nè. Vậy y1 này nó bằng 2 lần tích phân từ 1 đến 3 của f. Hiểu chưa? Như vậy từ đây là cô sẽ suy ra được là tích phân từ 1 đến 3 của f nó sẽ bằng, đây tính này nè, bằng y1 chia 2. Mà y1 giả thiết là cho là 4, vì cái này nó bằng 2. Yeah. Bây giờ cô tính tiền y2. Y2 tương tự, mình đặt t là sin, dt là cos. Rồi, vậy y2 nó sẽ bằng tích phân. Thế nè, thế x bằng 0 thì t bằng 0, này là bằng 1 đúng không? À, ft rồi cos x dx dt. Như vậy cái tích phân từ 0 đến 1 này là mình bằng y2 luôn, là bằng 2. Như vậy bây giờ cái tích phân y của mình á là từ 0 tới 3 của f, thì cô tách ra đoạn tích phân từ 0 đến 1 của f, cô cộng tích phân từ 1 đến của cái này 2 hay 3, cái này là 3 nha. Từ 1 đến 3 của f, hai cái này đều là 2, này đáp số là 4. Rồi được chưa? Bài 42. Đây là hàm số bậc 3. Đã cho cái bài này giống cái trong Nguyễn Địa Cương không? Trong cái phần chương hàm mà hàm số là hình như là cô có giảng một lần. Đã cho min, người ta hỏi giá trị lớn nhất của hàm số này. Thì đây là hàm số bậc 3 a khác 0. Giờ cô xét các trường hợp. Thứ nhất là nếu mà a dương. Nếu mà a dương thì đồ thị hàm số là nó vậy, thì nó không có giá trị nhỏ nhất đúng không? Cô vẽ cái cô vẽ hàm luôn đi, bỏ vậy bảng miếng thiên. Nè, đồ thị nếu mà a dương và trường hợp thứ nhất là nó không cực trị. Không cực trị thì đồ thị của mình nó là dày.
A Dương, không cực trị đồ thị đi lên hoặc là nó đi xuống như vậy, nó đều không có nè, nó chạy từ, nó chạy từ trường vô cùng đến cộng vô cùng. Như vậy trên cái đoạn từ trường 1 tới 3, ví dụ vậy đi, thì trên cái đoạn từ trường 1 tới 3, ví dụ như trường 1 3 nó cắt đồ thị vậy, trường 1 nè, 3 nè, thì nhỏ nhất của nó phải là trường 1, nó không thể nào là trường 2. Tương tự thằng này cũng vậy, đúng không? Trường 1, 3 thì nhỏ nhất của nó phải là 3, khi mà nó không có, nó không có cực trị đó. Rồi bây giờ trường hợp mà vẫn là A dương ha, vẫn là A dương mà nếu nó, nếu nó có cực trị, có cực trị thì trên cái khoảng từ hồi nãy giờ cô nói lộn, từ trường vô cùng tới không nha, chứ không phải trường 1 tới 3, từ trường vô cùng tới không, cái này là trường vô cùng, hiểu không chưa? Tức là cô thấy được là cái thằng này nó không có, cô đang xét là nó từ trường vô cùng đến không á, nó cái trường hợp không có cực trị, không có cực trị thì bản biến thiên của nó vậy đi, nó giảm vậy nè, hoặc là nó tăng vậy nè, đúng không? Từ trường vô cùng đến cộng vô cùng, khỏi mắt không dễ. Ở đây ít nè, đây y nè, này ít này y, tức là đạo hàm nó âm á thì nó giảm, thì tám từ trường vô cùng đến cộng vô cùng luôn, thì từ trường vô cùng đến không đây, thì đây là min, đúng không? Min nó phải nằm đây, từ trường vô cùng đến không mà người ta cho min nó đặt tại trừ hai. Rồi giờ từ trường vô cùng tới cộng vô cùng mà nó tăng thì không nằm đây, thì min của nó là, min của nó là không có min luôn, là nó chạy từ trường vô cùng hàm bậc ba mà không có min luôn. Bây giờ nếu là nó là có cực trị thì trừ vô cùng cho tới không thì hàm số của mình nó như vậy, thì min từ trường vô cùng tới không thì nằm trừ vô cùng, nó nằm đây nè, nó cũng không có min luôn. Vậy nó tóm lại trong cái trường hợp một này A dương không thể nào xảy ra. Vậy là cô chỉ có thể là có A âm thôi. A âm, A âm cô cũng xét tương tự vậy á, thì cô thấy là bắt buộc nó phải có cực trị. Đây trừ vô cùng cộng vô cùng, giả sử nó có hai cực trị là vậy, cộng trừ A âm chứ, xin lỗi, A âm, A âm thì đây trừ, ở đây cộng, ở đây trừ, đúng không? Thì đây là giảm nè, đây tăng nè, giảm nè, thì trừ vô cùng, trừ vô cùng tới không á, thì trừ vô cùng tới không mà muốn nó đạt cực trị thì nó phải, nó quên, nó muốn đạt min thì bắt buộc nó phải đạt min tại giá trị này. Đây như vậy nè, chúng ta thấy là cái thằng đây người ta giải luôn nè, này con thấy không? Nếu A dương thì hàm số không có gì chị nhỏ nhất, bắt buộc là A âm. A âm xong rồi như vậy cô đạo hàm xuống là, tại vì đây là đồ, hàm số này nó có vậy nè, thì đạo hàm xuống nó là 3AX hình vuông cộng C, thì cô mới tìm được hai nghiệm này vậy. Như nãy cô nhận xét vậy đó, vô nghiệm hoặc có nghiệm kép thì hàm số đã cho nó cũng không có, không thể đạt, cho nên bắt buộc là nó phải có hai điểm cực trị. Mà muốn có hai điểm cực trị thì đạo hàm này bằng không thì x bình bằng trừ c trên 3a, thì con số này phải con số dương. Để cô rút căn ra, cô ra hai số này, hai số này, hai cái cực trị của mình á, nhờ là hai số này, thì lúc đó cô sẽ suy ra được là cái thằng x1 này là số âm, thằng x2 này số dương, thì cái số 0 nó nằm ở đây. Đây cô nói lại nè, là tại vì chúng ta tìm được là y phẩy là nó bằng
3A x bình phương cộng C bằng 0. Rồi hồi nãy điều kiện là để cho là x bình là bằng trừ C trên 3A này nó phải là số dương. Để cô tìm được hai nghiệm phân biệt đúng không? Cộng trừ căn của cái này, trừ C trên 3A. Thì con số này á, thì cái con số trừ này là x1, này cộng x2 thì cái số 0 nó nằm đây. Thì trừ vô cùng đến 0 thì nó đạt giá trị nhỏ nhất ở đây, thì bắt buộc là x1 này nó phải bằng trừ 2 không? Nè, cái giá trị này giá trị nhỏ nhất nè, vậy cô suy ra được x1 nó bằng trừ 2. Có nghĩa là trừ căn của C trên 3A này nó bằng trừ 2. Đó, vậy là chúng ta sẽ tìm được mối quan hệ giữa C và A. Bình phương lên là C trên 3A bằng 4. Vậy C nó sẽ bằng 12A. Đó, là mình đã được C theo A. Xong rồi con thấy là người ta biểu con tìm trên đoạn 1,3. Vì 1,3 mà nó muốn đạt đạt giá trị lớn nhất đó, thì nó phải đạt giá trị lớn nhất tại 2 không? Đúng không? Tại tại bên đây 2 này đối xứng nhau qua nè. Vậy trên đoạn từ 0 đến cộng vô cùng thì mắc của nó là phải là thằng này không? Vì 1,3 thì bắt buộc con số này nó phải nằm trong đoạn 1,3. Nó phải là y2. Rồi nãy cô con thế cái thằng x bằng 2 vô đây nó ra vậy. Rồi ra đáp số ha. Tức là nó đạt cực, đạt min tại trừ 2 thì cô sẽ suy ra được C. Hồi nãy là C là trừ 12A hả? Hai dấu trừ này mất. À cái này là trừ C nha. Cái nghiệm này là trừ C nữa. Cái này là trừ C nữa nha mấy đứa. Đó, như vậy chỗ này là cô sẽ ra trừ 12. Đó. Rồi do cái hàm bậc 3, hai cái cực trị này mình tìm được là nó là hai số đối xứng nhau. Vậy hằng này là, hằng này là trừ 2 thì thật buộc hằng này phải là 2. Vậy trên đoạn 1,3, cái thằng này phải nằm trong đoạn 1,3 nè. Vậy mắc y trên đoạn 1,3 nó sẽ là số này. Tại vì từ 0 đến cộng vô cùng mắc của nó là cái này luôn. Vậy mắc trên đoạn 1,3 nó cũng là cái này luôn. Thấy chưa? Vậy cái số 2 nó nằm trong đoạn 1,3 luôn. Anh ta hiểu ra gì phải không? Còn bạn nào thắc mắc câu này không? Câu qua 45 nha. Bài này giống giống như bài nãy nè. Nên bài này nó dễ hơn. Thật ra nó dễ hơn. Tại nãy nó so cái này là 2Z1 cộng 3Z2. Còn này ta tính hiệu này là con làm hình học được. Này làm đại số chứ. Cái này là số thật. Cái này là số thật đó. Cho Z1 thuộc R hả? Rồi cho cái này cũng là số thực luôn. Tính giá trị lớn nhất của thằng này. Như vậy nó là số thực nên cô đặt cái Z1 trừ Z2 trừ Z1 chia cho 1 trừ Y đó là bằng con số thực nè. Thì là cô sẽ tính được Z2 theo Z1 đúng không? Này, nhân lên là K nhân 1 trừ Y nhân này. Vậy là hồi nãy là người ta cho là này nằm trong đây, này là đường tròn á, Z2 thuộc đường tròn rồi nè. Sau đó cô sẽ thế Z2 theo Z1 nè, thấy không? Thế vô Z2 bằng cái này, vậy cô tìm được cái mối quan hệ của Z1 đây. Và cái tổng này, tổng bình phương này bằng 4. Vậy thì mỗi con số này nó phải bé bằng 4. Vậy cô chặn được K. Đúng không? Vậy là cái giá trị tuyệt đối của K nó sẽ bé hơn 5. Này là cô đổi dấu lại nè. Giá trị tuyệt đối của K nó sẽ bé hơn 5. Mà Z2 trừ Z1 á, nè Z2 trừ Z1 là bằng K lần của 1 trừ Y.
mà k thì nó bé hơn 5, 1 trừ y module của nó là căn 2. Vậy thì cái này nó bé hơn 5 căn 2. Hiểu chưa? Nhờ chơi cái này là số thực thì con đặt lên thì con sẽ tính được set 2 theo set 1, con ráp vô trong cái module set 2. Trừ 1 cộng 3y bằng 2. Thì cô thấy vô. Đó, vậy cô sẽ chặn được thằng k này nè. Đây là tổng bình phương bằng 4, thì mỗi số hạng này nó phải bé bằng 4, như vậy k nó sẽ bé hơn hoặc bằng trị tuyệt đối k cộng 3 nó bé bằng 2. Đây, nói chung là con giải cái bất phương trình đó đó. Trừ k cộng 3 bình bé hơn bằng 4 là con ra được cái này nè. Vậy cô sẽ suy ra được k nó nằm giữa 1 đến 5, có nghĩa là k nó luôn luôn bé bằng 5. Thì trị tuyệt đối nó bé bằng 5. Mà Z2 trừ Z1 là hồi nãy là mình đặt là bằng K, K lần con 1 trừ Y. Nghe nhân lên là K lần con 1 trừ Y. Thì nó bé ăn bằng, này bé ăn bằng 5 nhân căn 2 là 5 căn 2. Module của 1 trừ Y là căn 2. À, qua 47 nha. Ông A dự định sử dụng hết 5 mét vuông kính để làm bể cá bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật không nắp. Như vậy người ta cho cái này chính là diện tích toàn phần trừ đi một cái, tức là nó sẽ là diện tích xung quanh cộng với một đáy của cái hình hộp chữ nhật. Thì diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là bằng gì vẫn được? Cái nào nhớ? Có chiều dài gấp đôi chiều rộng, thí dụ như đây là chiều dài đi. Đây là A, B, C, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Diện tích, cái diện tích mà người ta cho đó là 5 mét vuông á, thì nó chính bằng là diện tích xung quanh cộng với lại diện tích của cái đáy thôi, đúng không? Diện tích xung quanh thì nó sẽ bằng chu vi đáy nhân với chiều cao, nhớ không? Tức là diện tích xung quanh đó là hai cái hình chữ nhật này với hai cái hình nhật trước với đằng sau, thì nó đâu bằng 2 lần a cộng b, hiểu chưa? Nhân với lại đường cao, diện tích này là bằng a nhân c, nhân đôi lên là 2 lần a nhân c, diện tích trước đằng sau là 2 lần b nhân c. Vậy đó, con nhớ là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là nó bằng chu vi đáy nhân với đường cao. Vậy là cái hằng này nó sẽ bằng 2 lần của A cộng B nhân với C cộng diện tích đáy là A nhân B. Rồi, giờ người ta cho là 2 lần A, B này là nó bằng 2A, 2A, 1A là 6A. Vậy S này nó sẽ bằng là 6A nhân C. Rồi cái này là cộng cho gì? 2A bình đúng không? 2A bình. Đó. Mà cái này là bằng 5.
thì có phải này cô suy ra được C theo A không? C là đường cao đó. Vậy C sẽ bằng 5 trừ 2A bình chia cho 6A. À, chuyển này qua đây, chia cho 6A là ra C. Rồi bây giờ là bể cá có thể tích lớn nhất bằng bao nhiêu? Như vậy lúc đó mình sẽ đi tìm thể tích của bể cá. Thể tích là phải bằng tích ba cạnh không? Thể tích hình hộp chữ nhật thế vô. Vậy cô quy về theo A hết rồi nè. C nè, 5 trừ 2A bình chia cho 6A nè. Như vậy V của cô sẽ là, cô đơn giản bớt nè, 6 chia 2 là 3, là 1 phần 3. Đúng không? A này đơn giản thì nhân vô là phải 5A trừ 2A mũ 3 không? Thì cô khảo sát thằng này, đây là FA, khảo sát cho nó lớn nhất. Rồi V' nè, F' đi, F' là bằng 5 trừ cho 6A bằng 0. Như vậy là A nó sẽ bằng là bao nhiêu? 6A bình chứ cô. 6A bình hả? 5 trừ 6A bình, đúng rồi. Rồi như vậy A bình nó, A nó, mà A nó là dương cho nên sẽ con sẽ chọn A là nhiều. Căn của 5 phần 6 đúng không? Đó. Vậy con sẽ có cái bảng biến phiền. A là, nó là số dương, nó nằm từ 0 cộng vô cùng. Con lấy cái nghiệm căn 5 phần 6 thôi. Này là A, đây về phẩy, cái này F phẩy, này là F. Rồi, này dấu trừ, này dấu cộng, tăng, giảm. Cái này lớn nhất nè. Như vậy là V max nó sẽ bằng 1 phần 3. Cái này nhân với lại 5. Bây giờ con thế là căn 5 phần 6 trừ cho 2, căn 5 phần 6 mũ 3. Hiểu chưa? Đó. Lớn nhất cái này. Này chắc phải dùng cuxi nó cũng làm giống cô nè. Được chưa? Là cái mình tính ngay chỗ này là ra V. Mấy này người ta hay dùng cuxi lắm mà mấy đứa hãy mà ra được một ẩn này mấy đứa tới đây nè, mấy đứa chạy cũng được. Nên là do cái này là C nó bằng cái này nên là C nó là số dương. Hiểu không? C, giá trị C nó phải số dương nên con số này nó phải nhỏ, nó lớn hơn 0. Tin anh A, A nó nhỏ hơn căn 5 phần 2 cho nên người ta chặn con này luôn đây nè. Mà thật ra trên này là từ 0 cộng vô cùng thì nó có thằng này là mắc luôn. Khi mà con chặn được cái đoạn này nè, là con nhập cái thằng V này vô mod 7 con chạy được luôn, con khỏi có khảo sát cũng được. Ha. Câu 50. Ủa, mấy đứa hiểu chưa vậy? Dễ mà không? Dạ rồi. Trên chớp SA vuông góc với đáy SA bằng 2BC, góc BAC bằng 90 độ. Hình chiếu của A trên đoạn SBAC lần lượt là MN. Tính góc giữa hai mặt phẳng ABC và AMN. Cái bài này người ta sẽ tính góc bằng góc giữa hai vector pháp tuyến. Tại vì cô đã có SA vuông góc với ABC, cái này là dựng thường mà góc của. Cái này là bài toán thường gặp luôn nè, ta chú ý này nè. Ví dụ như cô nói này nè. Cái bài này nó giống giống bài này mà cô nói này trước. Đây là cái bài toán mà lớp 11 mình thường gặp lắm. Nghe không? Chiếu lên đây. Chiếu lên SPSC là 2 điểm MN. Nếu mà
sao BC mà nó vuông góc được với mặt này, tức là nếu mà ta, ở dưới đa tam giác này là đáy này là tam giác vuông rồi, thì BC nó sẽ vuông góc được với mặt này, như vậy BC nó sẽ vuông góc được với AM, đúng không con? BC vuông với lại nếu là AB, SA, BC vuông AM, rồi AM nó vuông được với cái thằng SB, rồi AM cô mới vừa chứng minh nó vuông được với BC, vậy thì AM nó sẽ vuông được với SBC, dẫn đến AM nó vuông SC, hiểu chưa? Rồi AN, AN là hình chiếu nên AN vuông SC nữa, như vậy cô sẽ chọn được cái đường SC nó vuông góc được với mặt AMN. Rồi đường SA là giả thiết cho sẵn nó vuông với lại ABC. Như vậy việc đi xác định góc của hai mặt này là nó góc của hai đường này. Đây là giống như hai vectơ pháp tuyến nè. Thì tôi khỏi phải đi xác định, tại vì giao tuyến này rất là cực. Hiểu không? Thì bài này na ná vậy. Nhưng bài này nó khó hơn. Tại vì người ta cho cái góc BAC là bằng 120 độ. Cái góc này là 120 độ. Hình chiếu của A SA nó vẫn là vuông góc với đáy. Thì là đây cái hình này. Đây cái hình này. SA nó vuông góc với đáy, rồi BAC là góc BAC là 120 độ nè. Vậy là người ta không có cho. Nếu mà con có BC vuông góc với AB thì cô mới chứng minh được SC vuông em SC vuông góc với mặt phẳng AMN. Còn bây giờ là người ta cho vậy thôi nè, cho SA vuông góc với đáy nè, với ABC nè, hình chiếu lên nè. Thấy chưa? Thì giờ á, cái tam giác BAC này nè, là người ta cho hai cạnh, người ta cho góc BAC bằng 120 độ, SA bằng 2 lần BC, cạnh SA bằng 2 lần BC. Như vậy cô sẽ gọi cái, cô đang cần cho thằng này nó vuông góc nè, phải không? Vậy cô gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BAC. Sau đó cô gọi, tức là cô gọi đây là gọi đường kính á. Gọi D là điểm đối xứng của A qua O. Để cô có cái tứ giác dưới này là tứ giác nội tiếp. Đúng không? À, giác này nội tiếp mà đường này là đường kính, vậy thì cái góc này nó sẽ là góc vuông. Góc chỗ này là góc vuông. Góc chỗ này cũng là góc vuông. Như vậy cô sẽ chứng minh được là BD vuông góc được với lại SAB không? Nè, à, giống nãy nè, thấy không? Thì chỗ này góc vuông nè. Vậy BD nó sẽ vuông góc với AM. Mà AM đã vuông góc với SB rồi. Như vậy cô sẽ chứng minh được AM nó vuông góc được với SD. Cái góc vuông bên đây tương tự. Đúng không? Chỗ này là mình làm là cái góc này vuông luôn nè. Đó. Tương tự DC nó vuông góc vượt với lại, tại tại vì nãy giờ cô vẽ cái đường kính, vậy DC nó vuông góc vượt với AC. Rồi DC nó vuông góc được với SA, nên DC nó sẽ vuông được với mặt SAD. Như vậy thì hàng AM nó vuông góc được với hàng AN, hàng DC á. Rồi AN là người ta cho hình chiếu nên chỗ này góc vuông. Vậy AN nó sẽ vuông góc được với cái mặt này, vậy AN nó vuông góc với SD. Thì cô chọn được cái đường SD vuông được nè, nãy cô đã chứng minh nó vuông được với AM nhưng vuông được với AN nữa nên nó vuông góc với AME. Cái bài này na ná với bài kia nhưng mà nó khó hơn. Là bài kia là cô cho con sẵn cái góc B này nó vuông rồi nè, là cái đường BC này nó vuông rồi, đúng không? Là cái cô chứng minh được cái thằng SC này nó sẽ vuông góc được với mặt AMN. Còn này người ta chưa cho thì mình tự tạo ra, tạo tạo bằng cách là cô vẽ cái đường kính này. Khi cô vẽ đường kính của đường tròn ngoại tiếp tứ giác này thì hai cái góc này là hai góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, nên hai góc này hai góc vuông. Lập tức là cô sẽ chứng minh được nó vuông với thằng cái mặt AMN, nó vuông với SD. Rồi thằng SA tương tự nữa, nó vuông với ABC. Cho nên người ta mới thấy là góc giữa hai mặt phẳng này là người ta mới chọn góc giữa hai phẳng này là góc giữa SA với SD. Vậy nó ra là góc DSA. À, DSA, góc này là góc nhọn chắc rồi, tại vì SA vuông góc với mặt. Cho nên chúng ta không sợ nó bị góc tù nữa, ra góc này nè. Đây, bây giờ mình sẽ tính BC bằng định lý hàm sin nè.
BC là nó bằng 2R, 2R sin A. Hiểu không? Mà giả thiết cho cái thằng này là hồi nãy là nó bằng 2 lần SA. Thì cô vô là cô sẽ ra được mối quan hệ của SA với lại AD, mà AD là đường kính á. Rồi giờ cô tìm tan của tam giác này. Tìm tan của góc này là bằng đối chia kề. Mà giả thiết cho cái góc này là hồi nãy là nó bằng là... Ồ, người ta biểu tính chứ, tính góc này. Tính góc, hiểu không? Cái quan trọng là chỗ này là con ra được cái góc này nè, đúng không? Con muốn tìm tan góc này là bằng đối chia kề. Mà người ta cho mối quan hệ của BC với SA là SA bằng 2 lần BC. Mà BC mà với AD là chúng ta dùng bằng định lý hàm sin. Cô nhắc lại định lý sin nè. Cho tam giác ABC, cái đường tròn ngoại tiếp tam giác này có bán kính là AR. Cái đường tròn ngoại tiếp tam giác này nè, đây là bán kính của đường tròn đó đó. Đó. Như vậy cạnh này là A, cạnh này là B, cạnh này là C. Thì A chia sin A. Hiểu chưa? Vậy cái AD này của cô chính là 2R nè. Cái góc BAC này người ta cho sẵn là góc này là 120 độ rồi nè. Như vậy cô có cạnh BC là cạnh A chia sin 120 độ. Nó sẽ bằng 2 lần R là nó bằng AD. Như vậy cô sẽ suy ra BC sẽ bằng AD nhân 120 độ. Thấy chưa? Mà BC thì người ta cho là 2 lần BC bằng 2 lần SA, 2SA bằng 2 lần BC vậy. SA bằng 2 lần BC. Vậy BC nó sẽ bằng là SA chia 2. Vậy SA bằng 2 lần AD, đúng không? Nhân sin 120 độ. Rồi mà tan, hồi nãy tan của góc này này là bằng đối chia kề, là nó bằng AD. Tan của góc S này nè, tan của góc ASD này nó sẽ bằng AD chia cho SA. Rồi như vậy đây là AD này chia SA thì cô đẩy xuống là nó bằng 1 phần 2 nhân sin 120 độ. Sin 120 độ là căn 3 trên 2 cho nên nó bằng 1 phần căn 3. Cho nên kết quả này là bằng 1 phần căn 3, cho nên cái góc đó là bằng 30 độ. Ừ. Hiểu chưa? Thì bài này là người ta phát triển từ cái bài này, nó gốc là từ bài này. Bài này là bài ở lớp 11 mình xác định góc giữa hai mặt phẳng. Đó, thì người ta cho sẵn cái góc này là vuông. Thì con dễ dàng con chứng minh được là góc của nó là góc giữa SA và SC, nên cô khỏi cần xác định góc, khỏi cần xác định giao tuyến. Để xác định góc giữa hai mặt phẳng con có nhiều cách lắm ha. Nó có 3 cách. Cái góc giữa hai vectơ pháp tuyến nè. Góc bằng cách tường minh là cô xác định giao tuyến ra, rồi tìm hai đường lần lượt cùng vuông góc với hai mặt. Cách thứ ba. Cách thứ ba là dùng diện tích ha. Nếu cô biết là AMN nó hình chiếu xuống ABC là một cái tam giác A phẩy AM phẩy N phẩy thì lấy S phẩy chia S, đúng không? Còn một cách nữa theo khoảng cách nữa. Nó có bốn cách tất cả. Chưa chưa? Rồi, nghỉ giá lao nha. Để như nào hồi nói vô chúng ta đọc đề 6 ha. Như thế nào? 20 phút nha mấy đứa. 25 yeah. Đi. Cho 25 đi. Giờ là 9 giờ 10. 9 giờ 35 mấy đứa trở lại nha. Dạ. Rồi, thầy nghỉ chút.